chào anh em, là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một video kể về cái ông bà mày. Cho em thèm. Ôi giời ơi, đây mẹ mình nhá. Ê. Thôi mẹ tự kiếm tiền mà mua nhá, mẹ hết tiền thôi. Thôi mẹ cái em thèm lắm. Phải chia sẻ chứ. Không chia sẻ. Sao? Đây là đường nhà mình ở. Đây là mình này. Rất trời. Kia nhà ông bà mình. Cứ sub cho mình đi. Đạt 100 sub mình sẽ học cách edit. Vào nhà ông bà. Khổ thật đấy. Ô, em chào anh. Đây anh mình. Đây là mẹ. Hưng vlog à? Vâng. Hưng vlog à? Hôm nay em kể về nhà của ông bà. Ồ. Đạt 100 sub mình sẽ học cách edit. Ây chà chà. Chia xe bố mình. Còn Còn đây. Còn đây bà mình, con chào bà. Vâng. Ông ơi. Ơi rồi ơi. Ê, mình sẽ gọi ông nhá. Ông ơi, sẽ ăn cơm. Đây là ông mình nhá. Điện thoại con mới mua đây à? Có đâu, điện thoại này bố mẹ cho con. Thôi, con đang quay vlog. Còn đây phòng bác mình. Khá tối. Kia bác mình. Còn đây bố mình nhá. Xem à. Đây phòng anh mình. Vâng ạ. À. Khá tối. Kia cái quạt. Ha. Còn đây là đồ ăn hôm nay mình sẽ ăn. Khá ngon lại. Xin giới thiệu, đây là tivi nhà mình. Đây cái tủ. Méo miết rồi. Gì? Bạn nào không sớp thì sẽ bị ăn đấm sắp. Nha. Thôi. Thế này là đủ.